Tôi nói to lắm, có lẽ không cần thiết rồi. Cách đây 3 năm đó, tôi đi theo xe anh Kiếp để có dịp làm quen với anh. Không được. Cho đến bây giờ mới gặp lại anh. Nhưng mà cái tâm tư tôi thì vẫn theo dõi anh từ lâu rồi. Tôi chỉ có nói một cái là cách đây 3 năm tôi theo anh không được, bây giờ tôi xin theo anh. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hiến Dậm. Tiến sĩ Mai Thành Triết có gì? Xin mời quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị tâm tình với tác giả đi quý vị. Xin mời bác sĩ Trần Văn Tích. Vâng, mời bác sĩ. Dạ, tôi quen anh Triết, gặp anh Triết lần đầu tiên cách đây 8 năm. Tháng 5 năm 2004, tôi qua Hoa Kỳ. Đó là lần đầu tiên tôi quen anh Triết. Hôm nay, 8 năm sau, tôi gặp lại anh Triết. Và cái khoảng cách 8 năm đó tạo cho tôi rất nhiều thắc mắc, băn khoăn. Bởi vì trong thời gian đó tôi vẫn tiếp tục gặp anh mà không được trực tiếp gặp. Hôm nay không dám làm dụng cái sự kiên nhẫn của quý vị, không dám làm dụng sự vị tha của quý vị. Tôi chỉ xin nói vắn tắt và xin nêu lên trước hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, theo một chi tiết trong tâm tình người con việc, thì anh trước kể rằng lần đầu tiên khi anh được cử tham gia hội đồng tuyển sinh thì anh đã thay áo sơ mi mấy lần vào một buổi sáng, và vì thế anh bị xem là thầy giáo hắc ám. Tôi thắc mắc tại sao tham gia hội đồng tuyển sinh trông coi người học thí sinh làm bài và phải thay áo sơ mi đến 3-4 lần một buổi sáng, tôi không hiểu. Thứ nhất, thứ hai là tại sao thay áo sơ mi 3-4 lần như vậy lại bị coi là thầy giáo hắc ở. Đó là thắc mắc thứ nhất của tôi. Thắc mắc thứ hai, tên của anh Triết. Tôi coi từ điển tiếng Việt không thấy có chữ đó. Tôi coi từ điển Hán Việt không có chữ đó. Mai Thanh Triết thì chữ Mai chữ Thanh có danh từ Hán Việt, chữ Triết không có. Tôi đoán, suy đoán là vì anh Triết sinh ở một cái vùng Hồng Nghĩa xa xôi nào đó, trong một cái ngôi làng nào đó, nó cái người ghi sổ bộ, người ta không rành chữ Việt như là anh Nguyễn Hy Vọng. Thành ra họ anh ghi thành đáng lẽ là Mai Thanh Triết thì anh ghi thành Mai Thanh Triết. Với lại anh Triết ta biết là cái khai sinh của anh viết bằng tiếng Pháp, do cơ thể cái người đó là sai chính tả, cũng như chính anh Triết cũng thỉnh thoảng ghi sai chính tả trong cái tác phẩm của anh. Cho nên đó là thực phải nói phải chẳng như vậy. Thế thì tóm lại có hai câu hỏi. Thứ nhất, tại sao phải thay áo 3-4 lần để bị mang tiếng là thầy giáo hắc ám khi trong thi? Thứ hai, tại sao lại tên là Triết? Cảm ơn bác sĩ Trần Văn Tích. Dạ, chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai. Anh Tích chỉ đúng mà đúng có phần nữa. Đúng như vậy thưa anh, đó là do ông sổ bộ ở làng viết rằng, nhưng mà không phải, tên tôi không phải là Triết, ba tôi đặt là Mai Thanh Thuyết TH, nhưng làng viết là TL, là thành ra không giống ai hết, nó không giống ai mới tạo ra con người của tôi ngày hôm nay. Về cái câu hỏi thứ nhất tôi xin trả lời, đó là thời gian chúng tôi làm việc ở Viện Đại học Cao Đài và chúng tôi phụ trách hội đồng tuyển sinh. Thì tôi nói rất là rõ ràng với sinh viên, vì lúc đó tôi cũng còn trẻ, mới tuổi 30. Thì các anh các chị, tôi gọi sinh viên bằng các anh các chị cố gắng học. Nếu đi thi, làm không được, thì chờ kỳ 2. Tôi chấp nhận nếu các anh chị có khả năng đánh bùa đánh phép, vì trước khi tôi làm thầy tôi đã là học trò mà tôi cũng có nhiều đôi khi cũng có bùa phép, do đó các anh các chị đánh qua được tôi thì thi đậu, và nếu tôi bắt được thì đừng có van xin. Chính vì lý do đó mà khi vô tôi mặc áo trắng, và chừng một tiếng sau tôi có thể mặc áo màu hồng, và cuối cùng tôi mặc áo màu xanh. Do đó tôi được gắn là học trò hắc ám, nhưng mà chắc chắn trong hai niên học mà chúng tôi phụ trách đề thi, cái đau lòng của người thầy giáo ở cái thời chiến ở Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin chia sẻ với giáo sư Linh là một cái điểm rớt
của mình sẽ đưa em vào Thủ Đức, là có thể cái ngày đó anh chưa ra được lãnh lương tháng đầu tiên mà đã chết rồi. Đó là cái rai rứt của người thầy giáo. Và nếu chấp nhận cho đậu thì không còn cái giá trị của cái nền đại học, của giáo dục Việt Nam. Đó, tôi xin chia sẻ, đó là một trong cái nỗi rai rứt lớn nhất của người thầy giáo trong cái giai đoạn từ 73, 74, 75, từ cái thời kỳ gắt nhất của Cộng sản. Không biết anh thích cái bạn nào hay không? Vâng, xin cảm ơn tác giả Mai Thanh Quyết. Xin mời giáo sư Trần Cảnh Xuân. Từ trước rồi tôi đọc hết cái cuốn Tâm Tình Con Người Việt đó của anh. Tôi có một cái thắc mắc nhỏ là anh có nói thế này, là trong số giảng sư của trường Đại học Sư Phạm có một người sau đó là tổng bí thư cho ông Phạm Văn Đồng. Người thứ hai là người đã đặt nhạc và bản nhạc Mừng Ngày Giải Phóng mà anh không nói tên. Nếu anh không muốn trả lời thì cũng được thôi. Tôi không cần nói tên người thứ hai, nhưng mà tôi sẽ nói rất rõ người thứ nhất. Người thứ nhất đó có thể là một người tình không chân dung của cá nhân chúng tôi, đó là Tôn Nữ Thị Ninh. Tôn Nữ Thị Ninh ở Pháp về sư phạm, Đại học Sư Phạm cùng một thời điểm chúng tôi, năm 1973. Tôn Nữ Thị Ninh dạy về Pháp Văn và cả Anh Văn. Thì chúng tôi quen nhau rất thân, và tôi cũng quen chính người anh của Tôn Nữ Thị Ninh là Tôn Thất Hạnh, và chính anh Hạnh và cá nhân chúng tôi cùng tổ chức Việt Biên, mặc dù không thành. Thì chúng tôi rất thân với nhau, và có những buổi chúng tôi dẫn Tôn Nữ Thị Ninh, xin lỗi quý vị, đi ăn thịt chó. Nói như vậy để chúng ta thấy rõ rằng là chúng tôi không nhìn cái Tôn Nữ Thị Ninh là một đồng nghiệp của người quốc gia. Nhưng tại sao có một chữ chúng tôi gọi mở ngoặc đóng ngoặc, sự chuyển hệ như vậy? Sẵn đây tôi xin thưa câu chuyện, vì bây giờ đã trở thành hai chiến tuyến, mà hai chiến tuyến thì chấp nhận bất cứ đòn gì cũng chấp nhận được. Tôn Nữ Thị Ninh có bà mẹ, chúng tôi xin phép không cần nêu tên ra, cũng không cần nêu tên người cha. Có bà mẹ là người tình không chân dung của Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng. Và khi về Quảng Ngãi, đừng hỏi tại sao chúng tôi biết những tin tức này. Khi về Quảng Ngãi, Phạm Văn Đồng mới truy ra được Tôn Nữ Thị Ninh và tìm được. Và từ đó cân nhắc Tôn Nữ Thị Ninh làm bí thư riêng để đi khắp nơi trên thế giới để giải độc, vì Tôn Nữ Thị Ninh viết cả hai Pháp ngữ và Anh ngữ. Và chính Phạm Văn Đồng đã cân nhắc Tôn Nữ Thị Ninh và cho lấy chồng cho Tôn Nữ Thị Ninh là một giáo sư toán tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Và từ đó con đường hoạn lộ của Tôn Nữ Thị Ninh vẫn thênh thang. Và chúng tôi cũng nói thêm rằng trong những năm gần đây, trong suốt nhiều lần Tôn Nữ Thị Ninh qua đây đều có tiếp xúc, mong mỏi được tiếp xúc với cá nhân chúng tôi, nhưng chúng tôi đều từ chối không trả lời. Và lần cuối cùng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi qua đây mà có cái vụ ở Danapoi, thì Tôn Nữ Thị Ninh khẩn khoản đưa cho chúng tôi một số tài liệu, dĩ nhiên qua một người bạn, để mời chúng tôi về thành lập một cái đại học ở tại Bà Rịa. Nhưng một lần nữa, Mai Thanh Trước không dạy lần thứ hai. Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, em có hai câu hỏi với anh Trước. Thứ nhất là anh nhìn cái màu quần áo anh đang mặc thì cũng nhớ đến thời học sinh trước năm 75 thật sự. Và chúng ta đã có một cái nền văn hóa nhân bản đó, khai phóng và tự do đó. Thì thưa anh, qua bên Hoa Kỳ này thì chúng ta có sinh hoạt với lại các bạn trẻ ở đây, thì anh thấy rằng là có những cách nào để chúng ta có thể kêu gọi các bạn trẻ đó và sinh hoạt trong cộng đồng, ngoài cái việc mà họ đã lo xong công việc học hành cũng như là những cái việc riêng tư của họ? Cái thứ hai, những cái vấn đề mà anh nghiên cứu từ cái chuyện mà cái việc mà đồng bằng sông Cửu Long, con sông Cửu Long, hay là những cái môi sinh và những cái giáo dục của Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải thay đổi
cái người chủ, cái người đang điều hành đất nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta mới có thể thực hiện được những cái kế hoạch mà anh cũng như các bạn đang trăn trở. Vậy thì trong những cái yếu tố để mà có thể đẩy mạnh cái công cuộc lật đổ đó thì nó phải có cái sự đoàn kết trong cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Thế thì câu hỏi kế tiếp là anh có trong cái sinh hoạt tại cộng đồng Nam Cali, anh đã thấy có những cái sự phân hóa, những cái sự mà gọi là không đoàn kết đó, thì anh nghĩ là với một cái sự một con người trí thức và những bạn bè thân thiết của anh thì chúng ta có thể đóng góp như thế nào để mà có thể tạo được cái sự đoàn kết đó ít nhất tại Nam Cali để trước khi chúng ta có được sức mạnh tại hải ngoại. Dạ, cảm ơn Nguyễn Sư Nghĩa, anh nói hỏi hai câu mà tôi thấy là 4-5 câu rồi. Trước hết thì chúng tôi muốn nói về cái tuổi trẻ, đặc biệt riêng cá nhân chúng tôi trong suốt cái thời gian ở Hội Khoa học Kỹ thuật, chúng tôi tìm cách để thu nhập một số chuyên viên trẻ, và cái khoảng thời gian thập niên đầu năm 2000 chúng tôi có 5-6 người trẻ tốt nghiệp ra trường, nhưng xin thưa họ chỉ sinh hoạt một thời gian thôi mà vì cuộc sống, vì cuộc gia đình, và nói trắng ra là họ không có một cái bấu víu, một cái mắt mướu với cái đất nước nhiều như chúng ta. Chúng ta đây chúng tôi muốn nói người con điệu, họ có khả năng hơn cá nhân chúng tôi, nhưng mà họ không đủ cái tâm để viết lên những bài, mặc dù đó là những bài khoa học. Chúng tôi có cái nhận định đó, có thể chúng tôi sai. Còn cái điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh Nghĩa cũng như với tất cả bà con ở đây, Cộng sản Việt Nam họ rất thích, họ rất thích thú chúng ta, họ rất thích thú để chúng ta tiếp tục đưa cái màn chia rẽ địa phương Bắc Kỳ, Nam Kỳ. Đó là chính cái đòn thực sự của họ. Ngày nào chúng ta không còn cái não trạng Bắc Kỳ, Nam Kỳ, ngày nào chúng ta không còn phân liệu được cái đó, thì chắc chắn ngày đó Cộng sản sẽ tan. Cộng sản đang đi mạnh vào cái thế đó để phân hóa chúng ta trong cái lãnh vực địa phương. Đó, chính như vậy mà chúng ta thấy, chúng tôi không nêu tên bất cứ ai, chúng ta thấy rằng luôn luôn có một sự xáo trộn. Một cá nhân người Bắc nổi lên thì có một số dè sẻn về phía bên Nam trong Nam, và ngược lại. Đó là không phải là cái cá tính của chúng ta, mà đó chính là cái âm mưu thâm độc của Cộng sản Việt Nam. Xin quý anh chị lưu ý cái điểm này. Và khi mà chúng tôi chia sẻ điểm này, tôi nhận thức rất rõ chính cá nhân chúng tôi được bài bác là Mai Thanh Trước là cái thằng kỳ thị Bắc Kỳ kinh khủng lắm, đừng có chơi với nó. Chính cá nhân chúng tôi đã nghe rất nhiều điều đó. Nhưng mà xin thưa, trong cái chương trình chống Tàu Diệt Cộng của cá nhân chúng tôi có hai người bạn đồng hành, đó là anh Trần Văn Minh và anh Phạm Văn Tú, và hai người này là hai người Bắc Kỳ chính gốc. Xin thưa. Rồi, chúng tôi xin mời mời ông. Dạ, mời ông. À, kính thưa tiến sĩ Mai Thanh Trước, kính thưa tất cả quý quan khách, tôi là Nguyễn Văn Thành, có một câu hỏi với anh tiến sĩ Mai Thanh Trước. Tôi biết lý tưởng anh tiến sĩ Mai Thanh Trước có cái lý tưởng là muốn cứu quốc và cứu quốc. Như vậy thì tôi xin có hỏi một câu đặc sắc là tiến sĩ Mai Thanh Trước có thể đưa ra phát quả một cái chiến lược như thế nào để có thể chúng ta có thể kiếm quốc và cứu quốc. Dạ thưa anh, cảm ơn câu hỏi của anh. Hồi nãy giờ bàn bạc thì chúng tôi cũng có nói nhiều một số chuyện, nhưng hôm nay là cái tâm tình người con Việt, hy vọng cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 thì anh sẽ thấy một số hướng đi, định hướng của chúng tôi trong cái hội thảo chính trị sắp tới, thưa quý anh.